gia đình mình tưởng chừng như cách xa, vẫn luôn thương nhau vậy mà lại chẳng dám nói ra. Có anh em bên cạnh dần hơn cũng chẳng qua, vì dẫu đi hết đường đời không nơi nào bằng nhà. Đời đang vui tự dưng phải có em thay cha nuôi. Giờ đời con xui không biết phải nói sao cho hết rồi. Ngày nhõng nhẽo xong rồi lại còn thêm cái tật mày nheo. Đời con khúc này xong rồi kiếp trước con nợ kiếp này nó theo. Nó quậy nó phá nó như bà má, nó không giống con người ta. Con sợ nó quá không tin luôn á, chắc phải quỳ gối thì nó mới tha. Tam nam bất phú thêm nữ giàu ú ụ, mà con thấy đời con không giống như lời các cụ. Sống chung anh em một nhà vui không ít cũng nhiều buồn đau. Mỗi người một tính cách mà giống như vách nhà vô hình cách nhau. Mười vạn câu hỏi vì sao em gái con hỏi khó lường. Câu hỏi khó nhất làm sao để ta nói lời yêu thương. Sẵn sàng buông lời trách mỏng làm đau những người ta thương, để rồi tiếc rẻ lời mở lòng không dám soi mình ở trong gương. Tranh luận rồi tới cãi vã như bữa cơm ta ăn trong nhà, và sau bài học đắt giá nụ cười thay những lần có mày má. Có đôi khi gia đình mình tưởng chừng như cách xa, vẫn yêu thương nhau vậy mà lại chẳng dám nói ra. Có anh em bên cạnh dần hơn cùng chóng qua, vì dẫu đi hết đường đời không nơi nào bằng nhà. Hôm trưa chuẩn bị xong hết chưa nè? Dầu gió nè, keo dính chuột, xịt mũi kiến và dán. Ủa, anh đem keo dính chuột như vậy? Sợ chuột lắm, em phải để keo dính chuột xung quanh để chuột nó đừng vô. Trời, rồi là bước ngang cái dính cái keo dính chuột sao? Không có đâu, trời, chuẩn bị sẵn sàng sao không dính được. Ủa mà anh Huy, trên đó đâu có cống đâu mà có chuột. Trời ơi, chuột ở đâu cũng có hết trơn á. Rừng á con. À, chuột núi đó. Chuột núi nữa hả? Nè, bông băng, thuốc đỏ có rồi, oxy già, thuốc đau bụng, thuốc đau đầu, thuốc ngủ. Rồi nha. Khoan, xí xí đi. Cái gì? Thuốc ngủ hả? Ờ đúng rồi. Anh muốn hại ai? Đi cắm trại uống thuốc ngủ cho cắm đầu hả? Đúng rồi. Đó, em không hiểu rồi. Em phải rất là tâm lý với chuẩn bị thuốc ngủ. Tại vì có những người rất là sợ ma. Lên trên đó, họ sợ ma rồi ấy, họ đâu có ngủ được. Phải uống thuốc ngủ vô mới ngủ được. Đúng rồi, đúng hợp lý. Tăng cường thuốc ngủ cho em. Tăng cường thuốc ngủ cho chú bổ sung. Gì? Mày đem cung tên với lại súng săn rồi theo luôn. Gì vậy chú? Gì vậy? Mắn cọp voi sư tử. Trời, nhiều khi nó xâm nhập vô cái lại cái liều cái trại của mình quất luôn. Trời nè nè nè. Trời ơi, thôi nha thôi. Trời chú ơi, đi cắm trại chứ phải đi săn đâu. Đúng rồi. Chứ nó lo đầy đủ hết mà. Nè nè nè, ông mà dám mà bắn cọp là bắn ông luôn á. Không có yêu động vật gì hết chứ, thiệt tình. Không vậy mà bắt cọp thôi, bắt cọp về chơi cũng được, vui mà. Ủa sao anh đem nhiều thuốc quá ha? Sao có cái thuốc gì nè? Chán dương, tăng cường sinh lực, mở ngoặt chú ban. Chà, ê, đợt này chú Ban là tính là quyết là leo núi luôn á. Cái đó tôi tự lo được nha, không cần tới con đâu nghe. Nó không tinh tế gì hết, con chuẩn bị lén thôi, lo cho chú lo lặng lẽ thôi. Khỏi. Chú đáo á. Ê, rồi bây giờ vậy nè, con ra cái Phạt Ma Si á, con ôm cái Phạt Ma Si thẳng lên cái chỗ du lịch luôn. Chứ gì chú? Chứ bây giờ mày mua hết cái tiệm thuốc người ta rồi còn gì nữa đâu. Thôi con lo mọi cái ít là được rồi, mọi người yên tâm đi, để con lo cho, không sao đúng đâu. Đúng rồi, trời ơi, đi chơi thôi mà coi như là một cái bác sĩ mà đi cứu thương người ta vậy đó, cẩn thận quá đáng. Chưa hết đâu cô Lan, liều chưa? Liều em liều lắm, liều. Không, có cái liều chưa? À, cái lều đúng không? Đúng. Ê, lều lều nguyên lều. Đúng rồi. Cái lều ở nhà đúng không? Có rồi đúng không? Có. Rồi vậy yên tâm rồi. Điện nước chưa? Điện nước đầy đủ chưa? Hả? Gì? Điện nữa? Điện nước đầy đủ ra kiếm mấy cô hoa hậu. Không, cái gì vậy? Ý là chuẩn bị điện với nước đầy đủ chưa? À, điện nước mà điện nước sao mình đem lên nó được? Cái bình sạc điện đó mình đem lên mình xài được mà. Chứ nó có lạnh có điện à, nước. À, đúng rồi. Nói đúng chuyện rồi. Rõ ràng. Ờ, với nó mới phát điện rồi nước uống, nước tắm chứ. Ờ, có chưa? Có, em có chuẩn bị rồi. Em đồ ăn, điện đồ uống rồi chưa? Rồi, đồ ăn em ăn hết rồi. Hả? Vậy không. Ý là đồ ăn em chuẩn bị xong hết rồi đây nè. Lo quá, mấy cái này để em. Thôi mình phải lo ấy là điều. Cô chú có cần thêm gì không? Trời ơi, cần gì nữa? Nhà ta báo siêu thị mà nó hỏi mình cần gì không? Có ý kiến nè. Dạ. Gì vậy? Đem máy phát điện. Dạ. Phải chuẩn bị nhiên liệu, xăng cộ đồ có chưa? Đâu, giờ có cái máy đó, giờ chỉ cần sạc là được chú. Không cần phải bỏ xăng gì hết. Vậy Vinh con mua cái cục pin năng lượng mặt trời con đem theo nghe con. Để sạc luôn. À, sao có cái này cho anh Huy nè. Gì nữa? Trời, nó em con nó giống con ghê luôn. Phải chuẩn bị lo cho mọi người. Có mình con lo cho mọi người, giờ tới nó lo cho con, hạnh phúc ghê. Có cái này. Đây, trời ơi, con chưa có nhân. Xin người ghê. Cái gì vậy?
dán, con dán. Sao vậy? Con dán thôi mà, có gì đâu phải sợ. Trời ơi, con dán giả. Đúng rồi. Đồ chơi. Làm hết hồn à. Đâu ra vậy? Su, ai dạy em chơi mấy trò này vậy? Anh Vinh kêu em bắt á. Trời đất ơi, cái ông này thiệt tình luôn á. Trời, hư, dạy em đánh bạc, rồi bây giờ dạy em bắt dán nữa. Hư. Cô làm cái gì? Hư. Vinh nữa, Vinh nó có nhiều cái lạ ha. Ví dụ như là ta, ví dụ như tuổi học trò, ta ép ba cái bông phượng đồ vô trong tập ha. Kêu nhỏ mới bị lớn rồi ép nguyên con dáng vô tập rồi. Hay quá con ha, bạo lực quá. Không phải, cô chú không hiểu này là con muốn tập cho Su một cái sự can đảm, là gan dạ, là không có sợ bất cứ một cái gì hết á, đúng không? Sau này ra đời mới sống sót, mới tồn tại được chứ. Nhưng mà cái chuyện dựng lều là cái gì cũng sợ hết rồi, sao sống được, sao ổn định được. Quay qua bên đây nói nè, chứ đừng quay bên đây. Đây không ai sợ hết, quay bên kia. Đó. Trời ơi, mỉa mai con cô chú. Nhưng mà em ơi, cái Su nó là con gái, em hiểu không? Nó không phải là con trai. Em đừng chỉ cho nó chơi mấy cái trò này. Trời ơi, chứ anh không thấy cái chuyện đi cắm trại dựng lều này kia thôi mà sợ đủ thứ á, sao làm gì được. Trời ơi, phải chuẩn bị đầy đủ. Lỡ đi du lịch đó, lên trên đó lỡ bé Su nó xảy ra tai nạn có chuyện gì, mình phải có đầy đủ đồ nghề, mình chuẩn bị mình lo cho bé Su chứ. Trời ơi, chưa đi mà chù. Đâu có chù. Mới chù đó. Không, anh nói cái chuyện xui nó xảy ra thì sao? Đúng không? Anh lo là đúng mà. Em không có sợ đâu. Sao không sợ? Em có biết không? Lên trên đó là không có nước, không có toilet gì đâu. Su cũng không sợ đâu. Không sợ luôn hả? Rồi lỡ trên đó tối là không có ngủ niệm được đâu nha, ngủ dưới đất luôn á. Anh yên tâm đi, miễn sao được đi chơi là được. Trời ơi, thấy rồi, em gái của anh lớn rồi. À hay quá, nhưng mà anh đảm bảo không có vui đâu, trên đó toàn là mũi không. Nhưng mà Su muốn đi cắm trại. Cắm trại rồi Su còn muốn đi gặp ông Bụt nữa. Gì? Ông Bụt? Ông Bụt là ông gì? À biết rồi, ông Bụt là ông này nè, đúng không? Không phải, đó là ông Bang. À. Em muốn gặp ông Bụt. Nhưng mà em gặp ông Bụt để làm cái gì? Ông Bụt ở trong chuyện của Tết á. Em muốn xin ông Bụt biến ông Bonnie để về em nuôi á. À, sao à, ông Bụt chỉ có trong chuyện cổ tích thôi. Ở ngoài đời khó gặp ông Bụt lắm. Phải là một đứa trẻ cực kỳ ngoan mới gặp được ông Bụt, hiểu chưa? Đúng rồi đó Su. Ông Bụt là nhân vật hư cấu để chúng ta tạo ra, để cho chúng ta những cái bài học phải nhớ đời và người đời phải theo dõi. Ông Bụt là một nhân vật không có thật. Ông Bụt có thật. Su muốn đi cắm trại rồi được gặp ông Bụt. Su muốn gặp ông Bụt. Được rồi, nghe cô giáo dạy là phải ngoan, phải nghe mà. Thôi cho đi, trời ơi, căng thẳng quá. Trời ơi, giờ phút này mà két gọi. Trời gì, ơi. Gì két gọi? Gì két hả? Đúng rồi. Sao anh đặt tên là két? Két. Dạ, dạ nghe gì két. Dạ, gì két à? Cô nói gì két nghe nhé. Hôm nay con dẫn em gái con đi rồi. Dạ, đi chơi trong rừng, dì két đừng lo, con sẽ lo cho em gái của con. Cảm ơn dì két rất nhiều. Chào tạm biệt dì két, chúc dì két một ngày mới vui vẻ. Chào ạ, chào dì két ạ. Trời đất ơi, mới có chuẩn bị đi thôi mà gọi 5 lần từ sáng tới giờ. Một lát nữa đi ha, là gọi suốt luôn, là ai chơi bời gì được với bả. Thôi, mình để dì két qua một bên đi. Bây giờ mình đi thay đồ chuẩn bị đi nha. Mình đã có vị trí nghỉ dưỡng thật là hợp lý. Trước mặt là bờ hồ, phía sau là một cánh rừng. Đêm đêm mình ra mình ngắm ngàn sao. À, anh Huy là giỏi nhất nhà nha. Về địa lý là mình phải tin anh Huy. Đúng rồi. Phải xem phong thủy thật tốt. Đúng rồi, em thấy hồi xưa vua chọn chỗ cũng vậy á. Là đằng sau lưng là phải núi, đằng trước là phải nguyên cái hồ. Đúng, anh phải coi phong thủy thật là kỹ. Anh thấy mệt quá, có cái chuyện đặt lều không mà anh thấy mất nguyên một buổi sáng không? Còn được bao nhiêu thời gian nữa mà chơi? Cắm ở đâu cũng được á. Đúng. Em cắm vô đầu em nha. Em nghĩ sao vậy? Những chỗ kia rất là gập ghềnh, làm sao mình dựng lều ở đó ngủ đó được? Mình ở tới ngày mai lận, chứ đâu phải ở một chút rồi về đâu. Đúng rồi anh Vinh,
mình tìm chỗ ngủ mình có tìm chỗ đàng hoàng xíu chứ. Lại đây nó không có kiến, tối mình ngủ nó bò lên bu luôn rồi sao? Trong rừng thế đâu cũng có kiến hết á, em thấy em vô lý không? Nè, sao em lúc nào cũng khó chịu về cái việc anh kỹ lưỡng vậy? Một bằng chứng cho thấy nè, cô Lan chú Ban đó, ăn uống không kỹ lưỡng, bây giờ đau bụng ở nhà không đi chơi được, em thấy chưa? Ừ, anh kỹ lắm, anh ngắm anh kỹ, anh sống lâu được không? Ôi anh mà, chắc chắn là anh sẽ không sống lâu hơn người ta rồi. Nhưng trước mắt là anh dài hơn người ta. Đừng có cãi anh nữa em trai. Anh bó em vào ba lô, đưa em ra khỏi thủ đô. Mình cùng rời thành phố, thế nhưng làn khói ô bồ. Ôi anh Huy, hả? Cái tướng nó nhảy cạch cạch lắm nữa. Thôi gia đình mình đi du lịch mà đừng có cãi nhau nữa. Suốt ngày cãi nhau hoài à. Đúng rồi đó, suốt ngày mấy anh em cứ cãi nhau hoài à. Hay là bữa nay đừng có vậy nữa, mình đổi đi. Đánh nhau thôi. Đánh đi đừng cãi nữa, cho nó lạ. Tính ra chị gái này phá gia đình mình nhất ha. Không vậy cho nó vui đi mọi người. Thôi mọi người chuyện có đánh em nha. Thôi à. Mọi người nhìn kìa. Hả? À? Cái gì vậy? Ủa có gì đâu? Gì à? Sụt? Gì vậy? Ông Bụt đó. Ủa có gì đâu? Chính mắt tôi thấy mà, ông Bụt ở đằng đằng kìa. Hả? Cái gì? Đâu? Đâu đây? Nè Su, trong những cái không gian như vậy á, chị không mong muốn gặp ông Bụt đâu Su. Mấy cái người mà mặc đồ trắng trắng, tóc trắng trắng, bay bay đồ á, sợ lắm. Chừng nào gặp trai đẹp mà kêu chị nha. Nhưng mà Su thấy thiệt đó. Su à, em chưa tỉnh ngủ đúng không? Suốt ngày con bé mơ gặp ông Bụt không à. Ông Bụt không có thật đâu mà, đừng có mong tìm nữa được chưa? Không phải đâu, tại nó mong muốn nhiều quá cho nên nó bị qua mắt á. Thôi, mình làm đồ ăn đi. Dạ. Em biết gì không? Thật sự á là anh không thích ở khách sạn này đâu. Khách sạn? Đây, khách sạn ngàn sao nè em. Anh là anh muốn ở khách sạn 5 sao. Anh đi như vậy là vì tụi em thôi đó. Trời đất ơi. Nhưng mà cho em hỏi nha. Ừ. Hôm nay anh lấy ý tưởng gì mà anh cosplay thành chú chụp hình vậy? Anh mặc đồ theo đúng chủ đề thôi mà. Chủ đề này là gì? Thì bây giờ có cậu chủ, rồi có cô chủ rồi, thì anh đi theo anh chụp hình thôi. Trời đất ơi, thì ghê quá anh ơi. Mặc đồ bình thường đi, đã thấy gì hợm rồi. Trời cái gì? Ê, nè. Trời ơi, nướng lo nướng mà lo đứng nói nhiều. Sao á thôi? Ta đang canh dây cần yên tĩnh nên ta nghe được cái nốt đàn. Mà sao cứ ồn ào sao ta canh dây được? Còn cái vụ cái bếp nữa. Nướng thì nướng bếp ga đi cho nó lẹ. Nướng ba này với chó lâu lắc rồi khói không à. Trời trên ơi, không hiểu. Nướng bếp ga nó ô nhiễm môi trường. Phải nướng bếp than cho nó thân thiện với môi trường đó em. Em thấy lâu lắc vậy em thấy thân thiện gì hết á. Sao đi chơi mà không vui chứ vậy? Tự nhiên đi cắm trại cái cọc trời. Trời ơi, đi chơi mà cứ gây nhau hoài à. Bị gì? Anh nói rồi, bữa nay không được gây nhau nữa. Muốn thì đánh nhau luôn. Anh đánh em nha. Không, nhưng mà ý là em muốn gia đình vui vẻ, đừng gây nhau nữa. Thôi, để anh nướng cho, không sao đâu. Sao anh cứ thấy em dính á, cứ tỏ vẻ lợi lùng hoài, anh thấy lo quá. Sao vậy hả? Tại vì lúc mẹ anh sanh ảnh ra, cái tính nó quện như người ảnh rồi. Bây giờ không lấy ra được đâu. Nhưng mà cái kiểu đó vậy hoài á, thấy rất là nguy hiểm. Mấy đứa tỏ vẻ lạnh lùng, bên trong không khùng thì tửng. Người ta nào nói? Trên mạng. Không có trên mạng nữa, câu đó là anh nói. Không có được nói em mình như vậy. Mấy đứa tỏ vẻ lạnh lùng, ở trong không khùng thì cũng đẹp trai. Ủa, có ai thấy anh Vinh đâu không? Hả? Có ai thấy anh Vinh đâu không? Ủa? Chắc đi vòng vòng đâu đó rồi cái gì. Ủa mới ngồi đây mà. Có nhìn vòng mà không thấy ảnh. Tự nhiên mới ngồi đánh đàn mà. Có khi nào anh bị ai bắt không? Gì? Vinh ơi. Anh Vinh ơi. Anh Vinh. Anh Vinh ơi. Cái gì vậy? Ủa anh đi đâu vậy? Đi tưới cây. Cái gì? Em mới tưới vô cái góc đó hả? Đúng rồi, sao vậy? Em nghĩ sao vậy Vinh? Em làm vậy là phá hoại môi trường rồi. Trời ơi, đi tưới tại sao không nói tôi đi phụ? Cái gì? Em thấy cái đó sao gọi là phá hoại được? Cái đó là mình chăm sóc cho cây. Cây nào mà không cần nước, đúng không? Có nước thì cây mới phát triển, cây mới sống được chứ. Đừng có nghĩ là anh không biết tưới cái gì nha. Đi toilet thì đi đằng xa đằng kia kìa. Tự nhiên đi vô đây chi vậy? Anh Huy, không được hổn. Sao? Không được hổn. Hổn cái gì? Anh nhớ lại đi. Ông bà ta ngày xưa, lúc mà thời sơ khai chưa có cái toilet thì ông bà ta sẽ đi toilet ở đâu? Dĩ nhiên là đi tưới cây rồi. Cho nên bây giờ mình ở một cái nơi như vậy, mình không có cái toilet
thì mình cũng phải đi tưới cây thôi. Anh nói như vậy là xúc phạm đến ông bà đó. Tính ra chị Bình bất chấp luôn á. Đúng rồi. Ông đi ngay gốc cây này rồi tối mình ngủ nó bốc mùi vô rồi sao? Thì thơm. Trời sinh một cặp duyên dùng đủ đầy nha. Không giỡn á, chứ thật ra anh á có đi tưới cây á thì đi xa xa, mà nếu sợ ma thì kêu tôi đi theo tôi phụ cho. Đi phụ sao hả? Phụ sao? Trời đất ơi. Còn chứ đi gần gần ở chỗ mấy chỗ này nè là coi chừng á nó bốc mùi vô là tối ngủ không được. Cái gì ông Bột nữa? Sô. Sô, chị nói là chị không có nhu cầu thấy ông Bột ở trong cái môi trường này. Tôi thấy thật mà. Em bị qua mắt đó, bây giờ dụi mắt ba lần nhìn lại đi sẽ không thấy đâu. Con thấy không? Mất tiêu rồi đúng không? Thử dụi ba lần nữa lại coi thấy không. Sao có thấy không? Thấy đau đúng không? Đau thiệt. Dụ nhiều quá đau nhỏ tội nghiệp. Thấy chưa? Thôi mấy anh em đừng có chọc em nữa. Chuẩn bị ăn nè. Vinh Vinh Vinh, đàn bài đi. Đàn bài đi sang sang. Nay nhân dịp mình đi rừng á, mình đàn bài lạc trôi đi. Em bị điên hả? Hả? Đi vô rừng mà lạc bài, đàn bài lạc trôi. Rồi đi lạc luôn rồi sao? Nó mới hấp dẫn thú vị. Bài khác đi em, bài gì cũng được. Đàn cái bài mà. Em nghĩ là mình đi xa vậy thì mình phải hát một cái bài nữa để có đi rồi mình phải trở về đúng không? Hợp lý. Rồi bắt đầu nha. Ok. Vô. 2, 3. Lại đi thôi, đi thôi, đi thôi. Đi một nơi không ai biết được, một nơi xa mà chưa ai đặt chân tới. Đi thôi, đi thôi, không quan tâm bao xa, cứ đi nhiều lần trong đời. Đi xa để trở về, đi thật xa để trở về, chưa ai đặt chân tới. Đi thôi, không quan tâm bao xa, cứ đi nhiều lần trong đời. Đi xa để trở về, đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về. Đi đi để trở về, đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về. Đi đi để trở về. Ông Bột ở đâu vậy? Ông Bột ra đây cho con xem đi. Con là ai? Con tên Su. Con đi theo để gặp ông Bột. Mà ông có phải là ông Bột không? Râu tóc ta thế này, tay cầm phất trần thế này, còn hỏi chuyện ta là ông Bột đây nè. Ông là ông Bột thì hả? Vậy ông cho con xin chụp với ông một tấm hình được không? Được thôi, cứ mỗi tấm là 50 ngàn. Con chụp với đạo diễn nổi tiếng á, đâu có mắc tiền đến vậy đâu. Thế à? Ta giỡn thôi, cứ tự nhiên chụp thoải mái đi. Dạ. Ủa, điện thoại mình đâu ta? Ủa? Con, điện thoại con rớt ở đâu rồi? Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về. Đi đi để trở về, đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về. Đi đi để trở về. Hay quá. Ê, bài này tên gì vậy? Bài đi thật xa để trở về. Hèn chi sáng nay mình đi thật xa để trễ giờ luôn. Hả? Sáng nay mình đi trễ quá trời này, ra đây 12 giờ trưa rồi. Nó xàm quá. Thôi hát bài khác đi, bài khác đi. Đúng rồi. Cô Thấm không về đi. Cô Thấm không về. Cô Thấm không về là bà lạc ở đây luôn á. Bà có mình bà cô Thấm đó. Đúng rồi đó. Thôi vậy thôi hát bài khác đi. Hát bài gì mà đi đâu cũng được á. Anh thấy em là đi về nơi xa luôn rồi đó. Thôi mệt quá, mọi người tự chơi vô đi. Rồi vậy mình cho một bài gì đó sôi nổi đi ha. Ok. Anh thấy bé Su đâu không? Bé Su đâu? Vinh. Vinh Huy. Cái gì? Ôi, Su đâu rồi? Su. 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 Ủa sao mọi người cả nhà không ai giữ Su hết vậy? Trời đất ơi. Nó mới đây mà. Nó ngồi giữa đây mà.
Đừng nói là bé Xu nó bắt trước em đi tưới cây rồi nha. Ông dạy hư nó đó. Có cái dạy hư nào có dắt nó đi đâu. Thôi bây giờ đứng đây gây nhau đi kiếm bé Xu. Đi Xu ơi. Xu tìm thử đi. Đúng rồi Xu nghe nói không Xu ơi. Anh Huy gì vậy? Điện thoại nè. Điện thoại đây là bé Xu. Bé Xu nó gần ở đây rồi. Đúng rồi, có bé Xu ở đây. Xu ơi. Ê, Run lại chẳng dám nói ra. Có anh em bên cạnh, dần hơn cùng trong qua. Dẫu đi hết đường. Mình có nhớ ra để không? Không nơi nào bằng anh ơi, anh đây, đúng rồi đây.